Nửa cuối tháng 3 giờ một quẻ kinh dịch dành cho các bạn. Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hữu duyên. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn qua một quẻ bài kinh dịch nhắc nhở chúng ta những điều cần làm trong cuộc sống này. Kinh dịch là một trong những bộ môn thuộc văn hóa Trung Quốc cổ xưa cực kỳ hay. Và hôm nay mình sẽ gieo một quẻ kinh dịch dành cho các bạn. Và các bạn tiếp nhận thông điệp dành cho bạn. Ở đây chúng ta có quẻ bài số 12. Số 12 là quẻ bài thiên đường trên mặt đất nha các bạn. Và quẻ bài này nó đại diện cho năng lượng đang bị sai hướng và đạt được rất ít được hành tựu trong thời điểm này. Các ý tưởng và các dự án bị trì trệ rất là nhiều luôn. Nhiệt huyết của các bạn cũng biết mất tiêu luôn. Và những người tham gia trong cuộc sống này, trong thời điểm này là trong một giai đoạn vô cùng nguy hiểm nhất của cuộc đời mà các bạn đang gặp phải ngay lúc này. Nếu như chúng ta là những người khôn ngoan trong cái tình hình nguy hiểm như thế này, biết rút lui vào trong nội tâm, biết khiêm tốn và thiền định sẽ giúp cho các bạn rất nhiều. Tất cả mọi thứ các bạn mong muốn kỳ vọng trong thời điểm này hoàn toàn sẽ khó thể thành hiện thực được. Vũ trụ cũng mong các bạn đừng có lo lắng thái quá, bởi vì tình hình này sẽ không kéo dài mãi mãi đâu các bạn ơi. Mọi thứ rồi sẽ trở lại. Điều này là điều chắc chắn nha mọi người. Và mình xin giải thích các dòng dành cho các bạn. Dòng đầu tiên nha. Đầu tiên, để cho mọi thứ có thể phát triển hơn, các bạn phải hành động trong mọi việc. Khi bạn nhắc nhở mình chính là ảnh hưởng đến những người xung quanh, đến cuộc sống xung quanh, là bạn sẽ có ý thức vào những việc bạn làm. Hãy làm tấm gương tốt nhất sẽ giúp cho mọi thứ tốt đẹp hơn xung quanh các bạn. Trong giai đoạn này, một người mà có thể chịu đựng, một người mà có thể kiên nhẫn, chính là sự khôn ngoan, là vĩ đại nhất. Một người không tỏ ra một dấu hiệu khó chịu hay bị ép buộc từ bất cứ cái gì ở bên ngoài, tức là bạn đã trở thành người dũng cảm nhất trong thời gian này. Sự chờ đợi sẽ thay đổi vận mệnh của chính bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ có nguy cơ làm tổn thương một ai đó vào ngay lúc này. Nếu như bạn không xác thực đâu là cái điểm mà chúng ta dễ làm tổn thương người khác nhất, để các bạn lưu ý. Đây là thời gian dành cho sự trung thực và quay về bên trong tất cả mọi thứ. Bạn thấy rằng mình rất dễ dàng làm tổn thương người khác nếu như mình không kiểm soát được lời ăn, tiếng nói cũng như hành động của mình, thì chắc chắn mọi thứ sẽ gây sát thương cho mọi người nha các bạn. Cái thời điểm này, nửa cuối mong là các bạn phải quay về bên trong, tìm thấy giá trị cốt lõi của mình, chứ không phải bình hướng ra bên ngoài. Nửa cuối tháng này không làm được gì hết, do đó các bạn phải hành động với mục đích cao nhất của chính bạn. Lúc này bạn sẽ quyết được tất cả những vấn đề phát sinh trong thời gian sắp tới. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi bạn ơi. Và bạn có biết tin vui trong nửa cuối tháng 3 là gì không? Chính là những gì bạn phát triển, bạn thay đổi là một trong những cái việc phá vỡ sự trì trệ và mang lại cho bạn một khoảng thời gian thay đổi tích cực, có khả năng kết nối vui vẻ với người xưa nha bạn ơi. Và cuối cùng, chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra sau một cái thời gian bế tắc như vậy là lúc mà các bạn có thể chuyển động vào cuộc sống mới. Bây giờ, mình càng nhận sự giúp đỡ từ lúc này, bạn sẽ càng thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Nhớ là tình yêu thương sẽ phá tan tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Một thời kỳ sẽ quay trở lại sau thời gian ngủ đông. Lúc này, năng lượng sẽ quay trở lại, sự sáng tạo sẽ nảy nở và các mối quan hệ sẽ nảy nở trong tháng tới. Nhất định sẽ như vậy. Và cuối cùng, ở đây các bạn cần phải tiếp nhận và đón nhận mọi thứ. Phải yêu thương, kiên cường cúi đầu trước những nguồn năng lượng
mà các bạn không thể chống cự được. Ở đây có thể phát triển tình mẫu tử với mẹ của mình. Và cuối cùng, chính từ sáng tạo, năng lượng sáng tạo sẽ giúp cho bạn kết nối được với vũ trụ, ảnh hưởng đến hình ảnh của người cha. Do đó tháng này là tháng báo hiếu nha. Báo hiếu cha, báo hiếu mẹ là các bạn sẽ đạt được năng lượng tốt nhất trong thời điểm nửa cuối tháng 3 này. Mình xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem cái quẻ bài này, một quẻ bài thiên đường trên trái đất, quẻ số 12 dành cho các bạn.